Ban biên tập thời sự kênh tin nóng nước Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Về một chính sách để người nghèo được nghèo. Kính thưa quý vị, quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, chăm sóc người già và những người dân có hoàn cảnh khó khăn là thước đo của sự tận tụy của công chức phục vụ cho nhân dân, sự văn minh và phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là một vị công chức cần mẫn, thương dân như vậy. Nhắc đến Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, người dân cả nước nói chung, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, hầu như ai cũng nhớ đến câu nói, đừng để tiền hỗ trợ dù rất bé lọt vào nhà quan, đảm bảo quyền an sinh xã hội cho mọi người dân. Và gần đây nhất là chính sách để cho người nghèo được hưởng tiền chính sách, được nhà nước và xã hội chăm lo một cách đúng nghĩa. Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã làm nổi bật các phương án giải quyết tận gốc đói nghèo, đồng thời cũng đấu tranh đề xuất các phương án chăm sóc, chăm lo đời sống người nghèo. Bộ trưởng nêu rõ, các địa phương căn cứ vào tiêu chí phân loại hộ nghèo cần chỉ đạo rà soát tách toàn bộ số người không thể thoát nghèo do tật nguyền, gia cả, neo đơn, không nơi nương tựa, nghèo kinh niên sang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng thông tin rõ về việc Chính phủ sẽ sớm sửa đổi nghị định 136/2013 để nâng dần mức trợ cấp xã hội. Có thể thấy, bất cứ cuộc họp nào bản thân tham gia, tham dự, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đưa ra các ý kiến, chỉ đạo và quyết sách để cải thiện, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đặc biệt, với học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó, Bộ trưởng luôn dành sự quan tâm, thường xuyên kết nối và kêu gọi sự tiếp sức từ các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm. Cuối năm 2020, sự hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài việc lắng nghe, tham gia thì Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tặng cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Phải thật sự là một bộ trưởng hiểu dân, quan tâm đến dân thì ông mới biết được những suất học bổng chính là chiếc cần câu, là nền tảng, cũng là cơ hội để các em học sinh được đến trường để tìm thấy tương lai. Đây cũng là cái gốc để giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Với cương vị là một vị bộ trưởng, khi có các cuộc họp của ngành, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội gặp phải. Và sau mỗi cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đều chốt lại thông điệp xuyên suốt của toàn ngành, thực hiện, không có gì khác ngoài nội dung. Chúng ta phải kiến tạo một môi trường mà ở đó mọi người đều có cơ hội tham gia đóng góp vào sự phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì đất nước có một vị bộ trưởng có trách nhiệm, có tâm huyết, vì dân như vậy đã giúp cho người dân cảm thấy ấm lòng. Với nhiều hộ gia đình, nhiều người nghèo khó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chính là chỗ dựa, là vị Bồ Tát đưa họ qua giai đoạn ngặt nghèo. Khó khăn, có được cuộc sống ngày càng chất lượng, hạnh phúc hơn. Sự nỗ lực của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong thời gian qua cũng là một trong những nhân tố để góp phần cùng Chính phủ đưa cuộc sống người dân ngày càng thăng tiến. Với những thông số không phải là mơ ước, 5 năm cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động, là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trên thế giới. Các chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng năm 2020, Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN và thứ 77 trên 158 quốc gia về đảm bảo bình đẳng giới và thúc đẩy quyền phụ nữ. Xét về tổng quan trong ASEAN và thế giới, Việt Nam được đánh giá là làm tốt hơn về chi tiêu cho an sinh xã hội, mức đầu tư chiếm 21% tổng chi tiêu ngân sách, cao nhất trong khối ASEAN. Đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc trong những năm qua. Đặc biệt, ghi nhận nhiều dấu ấn với bạn bè quốc tế trong năm 2020 bởi vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ có những vị bộ trưởng cống hiến hết mình như Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Khởi tố vụ án rừng ở Mang Giang, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm. Kính thưa quý vị, theo đó, cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai được 4 đối tượng tại làng Ibok Ayok, xã Hờ Ra. Đồng thời, mở rộng điều tra, các đối tượng đầu nậu đứng đằng sau thuê số đối tượng này vào rừng khai thác để xử lý theo quy định. Lực lượng liên ngành cũng mật phục bắt xử lý các đối tượng chuyên dùng trâu để vận chuyển gỗ trái phép. Qua đấu tranh, các đối tượng đã giao nộp 6 lóng gỗ, chủng loại SP5, 4 xe máy chế độ sử dụng vận chuyển gỗ, 1 máy cưa. Hiện nay, cơ quan chức năng huyện đã tập trung củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Mang Giang đã phát hiện tổng số 24 cây gỗ mới bị chặt hạ, chủng loại xoan, bời lời, SP5, với khối lượng thiệt hại trên 11 mét khối gỗ tròn. Bí thư huyện ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mang Giang đã chỉ đạo lực lượng công an và hạt kiểm lâm khẩn trương truy quét, mở rộng điều tra tại tiểu khu 489, xã Hờ Ra và vùng lân cận, từ đó phát hiện thêm 25 gốc cây lớn bị chặt hạ.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục đo đếm, khám nghiệm hiện trường để xác minh thiệt hại. Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét xử lý đúng theo pháp luật, theo thẩm quyền. Kết quả báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nhật Bản tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine dịch bệnh. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi hôm 15 tháng 6 cho biết Nhật Bản sẽ gửi 1 triệu liều vaccine tặng cho Việt Nam. Chúng tôi đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc toàn diện tình hình lây nhiễm tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt vaccine và mối quan hệ với Nhật Bản, ông Motegi nói. Theo Bộ trưởng Motegi, lô hàng vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản sẽ đến Việt Nam vào thứ Tư ngày 16 tháng 6. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Sakio tại trụ sở chính phủ. Tại cuộc gặp, Đại sứ Nhật Bản đã truyền thông điệp của Thủ tướng Yoshihide Suga tới Thủ tướng Phạm Minh Chính về quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine dịch bệnh nói trên, minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tại buổi tiếp, Đại sứ Yamada cũng đã thông báo các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp 39,2 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh của chính phủ và sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Suga, chính phủ và nhân dân Nhật Bản về quyết định của chính phủ Nhật Bản trước mắt dành 1 triệu liều vaccine tặng Việt Nam để phòng chống dịch bệnh và nỗ lực khẩn trương tổ chức để đưa về Việt Nam trong ngày 16 tháng 6. Đây là món quà quý báu, kịp thời và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự thông cảm, chia sẻ lẫn nhau khi khó khăn, thể hiện tình hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói và đề nghị chính phủ và các cơ quan liên quan của Nhật Bản hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch. Theo Bộ trưởng Motegi, hiện Nhật Bản đang xem xét tài trợ thêm vaccine cho Việt Nam và Đài Loan, và nước này cũng lên kế hoạch cho các chuyến hàng tương tự đến Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan từ đầu tháng 7. Trước đó, Đài Loan đã nhận được 1,24 triệu liều AstraZeneca từ Nhật Bản vào đầu tháng 6 để ngăn chặn sự bùng phát của các trường hợp COVID tại hòn đảo này. Chính phủ Đài Loan hôm thứ Ba ngày 15 tháng 6 đã cảm ơn Nhật Bản vì đã cân nhắc viện trợ bổ sung. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Nhật Bản và mong muốn vaccine được đưa đến Đài Loan trong thời gian sớm nhất có thể, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trong một tuyên bố. Nhật Bản đã cam kết tài trợ 1 tỷ đô la Mỹ và 30 triệu liều cho chương trình COVAX cung cấp vaccine cho các nước khó khăn. Tuy nhiên, các chuyến hàng đến Việt Nam, Đài Loan và các nước láng giềng châu Á khác đang được thực hiện bên ngoài COVAX để tăng tốc độ giao hàng, Ngoại trưởng Motegi cho biết. Ông nói, nếu chúng tôi thông qua một tổ chức quốc tế, các thủ tục được phê duyệt có thể mất nhiều thời gian. Nhật Bản đã phê duyệt vaccine của AstraZeneca vào tháng trước và đã ký hợp đồng mua 120 triệu liều vaccine này. Thành phố Hồ Chí Minh, người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhiễm dịch bệnh từ đầu. Kính thưa quý vị, theo điều tra dịch tễ, người này thường bán hàng rong trước cổng cấp cứu, cổng số 6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 15 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Sáng ngày 9 tháng 6, bà về nhà và cảm thấy nóng, sốt nên nghỉ bán. Chồng bà mua thuốc tại tiệm thuốc Tây về cho vợ uống và bớt sốt. Đến ngày 12 tháng 6, bà bị đau họng, ăn cảm giác mặn và không ngon. 9 giờ ngày 13 tháng 6, bà được chồng đưa đi khám bệnh tại bệnh viện Q11 do đau họng và sốt. Qua khám sàng lọc, bệnh viện Q11 đã kiểm tra nhanh và kết quả cho thấy nhiễm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định người phụ nữ bán hàng rong nhiễm dịch bệnh và bệnh nhân được bệnh viện Q11 đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 13 tháng 6. Qua các thông tin cho biết, con gái và con rể của bà cũng nhiễm dịch bệnh đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi từ ngày 12 tháng 6. Bà tiếp xúc lần cuối với con gái và con rể vào ngày 8 tháng 6, sau đó nghỉ bán hàng từ ngày 9 tháng 6 do sốt. Nhiều ca dịch bệnh liên quan tới điểm tắm, chuyên gia cảnh báo. Kính thưa quý vị, Hà Tĩnh đã ghi nhận tổng số 56 ca dương tính với dịch bệnh. Hà Tĩnh xác định điểm tắm nước ngọt tại bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà là nơi phát tán lượng virus mạnh nhất của ca bệnh về từ tỉnh Bình Dương và cũng là ổ dịch có tốc độ lây nhiễm nhanh. Tính tới ngày 12 tháng 6, Hà Tĩnh đã phát hiện thêm 12 ca liên quan đến điểm tắm nước ngọt ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà. Sau khi phát hiện ổ dịch, ông Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đã chỉ đạo khoanh vùng khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm tại điểm tắm Xuân Hải. Tổng cộng trên địa bàn Hà Tĩnh đã truy vết được 924 F1 và 8.526 F2. Kết quả, 839 mẫu F1 âm tính, 40.441 mẫu F2 vùng phong tỏa âm tính. Xét nghiệm trên diện rộng đã lấy 33.268 mẫu, trong đó có 29.905 mẫu âm tính.
Vẫn chưa thể yên tâm, bác sĩ Trương Tấn Minh, nguyên chủ tịch Hội Y tế Công cộng tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần tiến hành nhanh, triệt để các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Bác sĩ Trương Tấn Minh cho biết, trong bối cảnh có rất nhiều ca F0 nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài thì nguy cơ có người tiếp xúc rồi trở thành F0 mà không biết hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, cần phải khu trú khu vực có nguy cơ cao, tiến hành xét nghiệm tìm kháng nguyên để tìm ra người mang mầm bệnh. Tiếp theo, vị bác sĩ cho biết, với điểm tắm nước ngọt, nguy cơ lây nhiễm cao hơn tắm biển rất nhiều. Vì khi tắm biển, bãi biển rộng, nước muối mặn, có khả năng sẽ sát trùng họng, làm giảm lượng virus, làm giảm nguy cơ phát tán virus hơn tắm chung ở bãi tắm nước ngọt. Trong khi ở điểm tắm nước ngọt, người tắm không đeo khẩu trang, phạm vi tiếp xúc hẹp, nguy cơ lây lan cao hơn, nhanh hơn rất nhiều. Chính vì thế, một khi có ca F0 lẩn khuất trong bãi tắm nước ngọt mà không phát hiện được ra thì nguy cơ rất lớn. Từ trường hợp này, vị chuyên gia cũng đặt ra hai vấn đề, đó là từ ý thức tự giác, chủ động khai báo của người dân và trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Bác sĩ Trương Tấn Minh lưu ý, khi phát hiện ra một ca lây nhiễm, cần lập tức thông báo công khai, khẩn trương truy vết người liên quan. Nhất là khi có thể có người đã mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện thì khả năng họ sẽ mang mầm bệnh di chuyển, qua lại nhiều nơi và làm lây lan cho nhiều người hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, ý thức tự giác, chủ động khai báo của người dân từng đến địa điểm liên quan là rất quan trọng, sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy vết, nhanh chóng khoanh vùng, thực hiện cách ly sớm, chủ động khống chế các nguy cơ. Ngược lại, nếu người dân không chủ động khai báo, việc tìm kiếm người đến địa điểm sẽ mất rất nhiều thời gian. Trường hợp người bệnh đã mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện, đồng nghĩa với nguy cơ có thể làm phát tán virus ngay trong khoảng thời gian này. Thời gian qua, chính vì sự thiếu hợp tác, khai báo không trung thực của nhiều người khiến F1 lọt ra ngoài, làm lây lan dịch bệnh, khiến người dân và cả xã hội phải khốn khổ. Vì thế, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp rất quan trọng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch. Vị bác sĩ cũng lưu ý, với chủng virus mới này có tốc độ lây lan nhanh hơn, độc lực cũng mạnh hơn, do đó rất cần sự phối hợp tích cực từ người dân. Cùng với đó, các địa phương phải quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa điểm tập trung đông người, đặc biệt là sớm tiêm vaccine đại trà cho cộng đồng. Điều khó hiểu nhất là trong bối cảnh đã có nhiều chỉ đạo thực hiện hạn chế tập trung đông người, nhưng vì sao vẫn có nhiều người dân tới địa điểm tắm biển, tắm nước ngọt Xuân Hải? Cơ quan quản lý địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc này. Nếu không, việc chống dịch sẽ chỉ chạy theo đuôi, rất khó khống chế được. Bác sĩ Trương Tấn Minh nói rõ.